thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội người cao tuổi Việt Nam lần thứ 6 trong chiều qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nêu rõ quá trình già hóa của dân số nước ta cùng với tuổi thọ bình quân ngày càng cao, lực lượng người cao tuổi ngày càng nhiều hơn, đông hơn, đó là phúc lớn cho dân tộc. Tổng Bí thư nhấn mạnh văn hóa và đạo đức của người Việt Nam từ xưa đến nay là kính già yêu trẻ, kính lão đắc thọ, kính già, già để tuổi cho, người già luôn luôn được đề cao được tôn trọng. Trong lịch sử phát triển của dân tộc ta, người cao tuổi có nhiều đóng góp to lớn cả trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Hội nghị Diên Hồng là biểu tượng của ý chí sắt đá, tinh thần quyết tâm đồng lòng bảo vệ đất nước của các bậc phụ lão. Nhắc lại truyền thống vô cùng quý báu của người cao tuổi Việt Nam tiếp tục được Đảng ta và Bắc Hồ phát huy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, người cao tuổi đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng, đúng như lời Bắc Hồ đã nói tuổi cao ý chí càng cao. Người cao tuổi nước ta thực sự là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là giường cột của gia đình và xã hội Việt Nam. Tổng bí thư nêu rõ trong tình hình mới hiện nay, quá trình già hóa dân số nước ta đang diễn ra nhanh chóng, cùng với tuổi thọ bình quân ngày càng cao, lực lượng người cao tuổi Mặc dù phải đối mặt với hàng loạt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên trong các năm 2020-2021, Việt Nam đã có những chiến lược linh hoạt kịp thời phù hợp, bảo đảm an toàn sức khỏe người dân, duy trì ổn định nền kinh tế đạt được những thành tiệu quan trọng, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Những kinh nghiệm kết quả mà Việt Nam đạt được trong hai năm qua đã tạo nền tảng vững chắc cho sự hồi phục phát triển kinh tế của đất nước trong năm 2022. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đạt tăng trưởng dương vào năm 2020 với tổng sản phẩm trong nước tăng 2,91% so với năm 2019, trong khi đó nền kinh tế phát triển trên thế giới tăng trưởng âm. Mặc dù sự tăng trưởng trên là thấp nhất trong các năm trong giai đoạn 2011-2020, nhưng trong bối cảnh đại dịch thì sự tăng trưởng của Việt Nam lại thuộc nhóm cao nhất thế giới. Kết quả này cho thấy tính đúng đắn trong công tác chỉ đạo điều hành của Đảng Chính phủ, sự quyết tâm đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp người dân để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng về đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận chính sách, giải quyết các công việc, các chính sách nghị quyết được chính phủ đưa ra đệ trình, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế số xã hội số là thời cơ để Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu đã đề ra. Sự vào cuộc kịp thời, thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, người dân của chính phủ đã giúp nền kinh tế khôi phục và đạt được những thành tựu kỷ lục mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu mang bức tranh màu xám. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đang được khôi phục, song vẫn còn một số tồn tại như thiếu container rỗng, thiếu chỗ trên tàu kẹt cảng. Điều này chính là thách thức cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu bởi việc đảm bảo hoàn thành đơn hàng lưu thông hàng hóa không như ý. Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế có phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Các giải pháp về logistics, đặc biệt là hạ tầng logistics đòi hỏi vốn đầu tư lớn từ nhà nước và sự tham gia đồng thời của nhiều bộ ngành các địa phương liên quan. Chính vì vậy, các giảm chi phí logistics không còn là vấn đề của riêng doanh nghiệp tham gia kinh doanh dịch vụ mà còn là nhiệm vụ chung của nền kinh tế đòi hỏi sự tiếp sức rất lớn từ cơ chế chính sách và sự đồng hành của các bộ ngành địa phương. Để phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa ngày càng sâu rộng, tham gia các hiệp định thương mại tự do thì cơ quan quản lý cần có tư duy logistics ngay trong khâu hoạch định các chủ trương chính sách, không nên coi logistics chỉ là vận tải hay dịch vụ giao nhận đơn thuần mà cần được hiểu rộng hơn. Tư duy logistics là tư duy tối ưu hóa trong các ngành các địa phương và nền kinh tế quốc dân tư duy logistics đồng nghĩa với tư duy hiệu quả cả quá trình chuỗi cung ứng do vậy cần ra soát để sửa đổi và bổ sung kịp thời các chính sách phát triển mà ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng như giao thông thương mại công nghệ thông tin tài chính đặc biệt là đối với ngành logistics sau 80 ngày triển khai thực hiện chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã đạt được con số vô cùng ấn tượng với 250.177 sáng kiến đề tài của các cá nhân tập thể, công đoàn trên cả nước tham gia, vượt 300% so với mục tiêu đề ra. Các sáng kiến này đã được ứng dụng vào thực tiễn và mang lại giá trị kinh tế ước đạt trên 148 tỷ đồng. Các sáng kiến và đề tài trong 5 năm qua đã làm lợi cho đất nước gần 530.000 tỷ đồng. Kết quả trên đã khẳng định rõ nét phong trào thi đua lao động sáng tạo trong cán bộ đoàn viên công đoàn người lao động đã trở thành hoạt động thường xuyên liên tục, không ngừng nghỉ trong nhịp điệu lao động ở từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Cùng với hiệu quả các phong trào thi đua mang tính dài hạn như lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật thì chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển đến 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 là cách làm mới sáng tạo của hoạt động phong trào thi đua ngắn hạn. Các chương trình được triển khai theo phương châm nội dung thiết thực, tiêu chí cụ thể, cách thức rõ ràng, dễ thực hiện, dễ giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai nhanh, lan tỏa sâu rộng và công khai minh bạch về kết quả. Trong tâm thư của mình, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn thừa nhận việc đấu giá đất cao quá mức còn có thể dẫn đến hệ lụy không tốt là làm xáo trộn hoạt động kinh doanh bất động sản và nền kinh tế nói chung. Các chuyên gia cũng đã phân tích hệ lụy của những giá bất thường này kinh nghiệm cho thấy xã hội phát triển nhưng pháp luật thường không theo kịp từ đó những người có điều kiện tận dụng các đứt gãy khi pháp luật chưa tương thích với thực tế để trục lợi trường hợp này phải xử lý ra sao về pháp lý có thể không có gì sai nhưng ngoài pháp luật còn có một rào cản khác đó là đạo lý nếu đúng pháp luật do chưa điều chỉnh chưa cập nhật phù hợp nhưng không hợp đạo lý thì có gì đó vẫn không ổn xã hội vẫn phải trả giá vì thế doanh nhân không thể kiếm tiền một mọi giá bất chấp đạo lý kể cả trong nền kinh tế thị trường trong vụ đấu giá đất thủ thiêm trách nhiệm xã hội của người tham gia là làm sao để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh cơ hội có nhà ở không tuột khỏi tầm tay đại đa số người dân đưa ra mức đấu giá đất cao bất thường để mặt bằng giá nhà đất tăng cao hàng triệu người thu nhập thấp khó mua được nhà như vậy được mình mà mất cả cho mọi người có nên chăng thực tế nhiều doanh nghiệp tên tuổi trên thế giới kinh doanh đúng pháp luật nhưng do không chú ý đến trách nhiệm xã hội chỉ lo cho túi tiền cho những tính toán của mình thậm chí là viển vông bất chấp giá phải trả về môi trường kinh tế xã hội đã bị người tiêu dùng tẩy chay thương hiệu gây dựng nhiều năm bị sứt mẻ đó là cái giá phải trả rất lớn hơn cả những kết cục về mặt pháp lý nếu có sau này kiếm tiền đúng pháp luật hợp đạo lý phải cân bằng hai vế này tên tuổi doanh nhân sẽ được xã hội ghi nhận tôn vinh Thời điểm này, hầu hết các nhà trường đều đã hoàn thành chương trình học kỳ 1 năm học 2021-2022, trong đó bao gồm kiểm tra đăng đánh giá định kỳ theo kế hoạch năm học. Tuy nhiên, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến nhiều địa phương phải tổ chức dạy học và kiểm tra học kỳ trực tuyến vừa mong muốn học sinh thi trung thực để thầy cô biết học lực của con nhưng vẫn lo lắng vì điểm và học bạ là băn khoăn của không ít phụ huynh trên thực tế thi online chính là cơ hội để nhà trường phụ huynh và học sinh cùng nhìn lại thử thách sự trung thực của mình và là dịp nhận ra được những hạn chế của việc dạy và học hiện nay vừa muốn con thi một cách trung thực nhất nhưng cũng lại băn khoăn nghĩ đến điểm số của con được ghi vào học bạ liệu có thiệt thòi khi con chuyển cấp hay không. Đó là tâm lý chung của nhiều phụ huynh khi đồng hành cùng con thi trực tuyến. Hiểu được tâm lý này của phụ huynh, nhiều trường đã yêu cầu học sinh khi làm bài thi phải bật camera, bật mic, nếu không thực hiện sẽ bị coi là phạm quy. Một số trường còn yêu cầu phụ huynh phải trang bị cho có học sinh thì có kiểm tra đánh giá là điều đương nhiên. Trong bối cảnh dịch COVID-19, học sinh buộc phải học và thi trực tuyến tại nhà cũng là điều khiến nhiều người lo ngại về tính khách quan trung thực. Nhiều chuyên gia cho rằng để kỳ thi trực tuyến thực sự đánh giá đúng năng lực của học sinh, cùng với việc tổ chức hình thức ra đề phù hợp thì đòi hỏi sự tự giác của các học sinh và nhất là sự khách quan của các phụ huynh. Chuyển thi hộ, làm bài hộ giờ đây bước sang một trạng thái mới, thích ứng với thời dịch bệnh COVID-19, đó là các dịch vụ trực tuyến hỗ trợ đạt điểm cao. Giải pháp căn cơ chính là thay đổi quan điểm cách đánh giá trong giáo dục. Đến giờ đây sau 2 năm diễn ra dịch COVID-19 trải qua những lúng túng ban đầu, chúng ta đã nhận ra rằng học trực tuyến không phải là giải pháp tạm thời mà là một trong những hình thức học tập của hiện tại và tương lai. Chính vì vậy phải có những thay đổi mạnh mẽ chứ không thể bê nguyên cách thức quản trị, dạy thi, cách đánh giá kiểu truyền thống sang trực tuyến. Thay đổi còn ở triết lý giáo dục lấy sự thực chất nội lực của người học là quan trọng là yếu tố tiên quyết chứ không phải là kết quả ảo. Thay vì kiểm tra đánh giá người học chỉ trên kiến thức sách vở thuần túy thì có thể cho sinh viên thực hiện các dự án thực tế theo nhóm mở rộng thi theo kiểu vấn đáp. Điều này không chỉ giúp người học vận dụng được kiến thức, người dạy đánh giá đúng năng lực của sinh viên mà còn tránh được tình trạng gian lận thi cử. Khi quan điểm lấy thực chất làm trọng trở thành một những nhận thức xuyên suốt trong giáo dục thì không cần những giải pháp mang tính tạm thời, mang yếu tố kỹ thuật, người học vẫn sẽ chủ động học thật thi thật. Để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, nghỉ dưỡng ngày càng đa dạng của du khách, thời gian qua thị trường du lịch đã hình thành dòng sản phẩm du lịch kết hợp với bất động sản, nghỉ dưỡng, chơi gôn, du lịch kết hợp hội thảo hội nghị, tổ chức sự kiện triển lãm. Trong đó, du lịch bất động sản được kỳ vọng mở ra hướng đi cho du lịch cao cấp, tạo sức bật mới giúp cho ngành du lịch sớm phục hồi và phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 đã tác động lớn đến khẩu vị của giới đầu tư bất động sản với sự lên ngôi của xu hướng tìm kiếm các sản phẩm thiên về thiên nhiên, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, du lịch bất động sản tại Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ, chưa có nhiều đơn vị khai thác và chưa thu hút được nhiều khách. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, các đơn vị kinh doanh lữ hành dịch vụ cần xây dựng được các gói tour du lịch chất lượng, trong đó tăng cường kết hợp các loại hình du lịch golf tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn tại các khu điểm du lịch có các dự án bất động sản để thu hút khách hạng sang trải nghiệm, kích thích ham muốn đầu tư của khách. Với bối cảnh dịch bệnh có diễn biến phức tạp, ngành du lịch cần thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Vì thế để du lịch nói chung và du lịch bất động sản nói riêng có thể phát triển, lúc này rất cần sự thống nhất về tiêu chí xác định hành lang du lịch xanh tại các địa phương để du khách yên tâm tham gia tour và các đơn vị lữ hành dễ dàng tổ chức tour phục vụ khách an toàn.